Khởi nghiệp review xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tóm tắt bộ phim Săn Quỷ. Hãy cùng xem thợ săn quỷ Blade làm gỏi mấy con ma cà rồng này như nào nhé. Nhân tiện thì có bạn nào thấy con ma cà rồng nào xấu trai như này chưa? Nếu thấy rồi thì hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Nào bắt đầu thôi. Dracula thủy tổ đã thức dậy sang hàng trăm năm say ngủ. Lần đầu tiếp xúc với thời hiện đại còn chưa kịp lốt. Hắn tò mò bước vào một shop bán đồ ma cà rồng. Không ngờ có ngày hình ảnh ngầu đét của mình lại biến thành sẽ toi mua vui. Hàng trăm năm trôi qua, con người đã hết sợ quỷ hút máu. Hắn tò mò xem một đống hộp, tôi mạnh dạn đoán là ba con sói có răng ma cà rồng. Thấy xem mãi mà không mua gì. Dracula bị nhân viên cà khịa không có tiền thì chim cút đi anh giai ơi. Ba máu sáu cơn, hắn mò đến chỗ nhân viên. Gì đây, muốn hút máu trong quần tao hả thằng đẹp trai? Này thì đùa với ninja rùa này. Nữ nhân viên cửa hàng hốt hoảng la hét nhưng đã quá muộn. Hắn không hấp riêng mà đánh tí tiết canh của cô. Bên này Blade cho rằng việc Dracula chúa còn sống là xạo choác. Tất cả chỉ là dựa vào nhân vật trong truyện tranh. Để chứng minh những điều Abigail nói, Hannibal đưa Blade đến xem bộ sưu tập của anh. Toàn là những cổ vật chạm khắc, những bức tượng đá còn sót lại là bằng chứng Dracula có thật nha ông già. Theo ghi chép lịch sử, người Babylon từng gọi nó với cái tên mỹ miều ông hoàng tiết canh. Tất cả những gì mọi người biết thì Dracula là thủy tổ của nghề đánh tiết canh. Khả năng cao là đến từ Bình Dương. Bộ xương của hắn có kết cấu độc lạ, thế nên có thể biến hình thành bất cứ ai vở chỉ một cái nhìn. Hannibal nói giờ số lượng ma cà rồng còn dài hơn danh sách người yêu cũ của ổng nên diệt không hết được. Vì vậy bộ ba nghiên cứu DNA của chúng và tạo ra một loại virus khắc chế. Nhưng để virus một phát ăn ngay thì họ cần đến DNA nguyên thủy hơn. Vì dòng máu quỷ hiện nay đã bị pha loãng vào các phen MU không còn nguyên chất. Thế nên cần lấy được máu của Dracula thủy tổ. Để tìm được món tiết canh nguyên chất họ tìm đến một ông tiến sĩ. Trên đường đi cũng có vài ông cháu láo nháo chỉ trỏ lung tung nhưng dĩ nhiên là chỉ gãi ngứa cho Blade. Cho đến khi lên tới văn phòng của vị tiến sĩ thì ối giời ơi. Ông tiến sĩ đã cụ đi chân lạnh toát, trước mặt họ chính là ông hoàng tiết canh Dracula, lần đầu mới gặp nên chỉ giao lưu nhẹ nhàng vài viên kẹo đồng. Thế méo nào Hannibal bị tóm rồi còn bị xiên. Sau đó, hắn dụ Blade theo mình, dĩ nhiên kèo thơm trước mặt Blade sao chối được, ý sởi đáp đất ngầu chưa kia, đen cho ông nào đỗ xe ở đây cái tự dưng hỏng bố cái xe. Họ đuổi nhau trong trung tâm thành phố, đuổi tới đuổi lui hết nguyên cái ngày mà không bắt được vậy ông già. Lúc này Dracula chơi dơ bắt cóc một đứa trẻ sơ sinh. Blade đuổi theo lên sân thượng. Dracula đã chờ anh từ chiều. Hắn sử dụng đứa bé như một con bài để dọa Blade. Hắn muốn biết tại sao anh lại có thể đi ngoài nắng mà bị đốt cháy. Nhìn mặt trời mà không chói lóa. Trời má, người ta có cặp kính râm to đùng mà ông. Dracula muốn Blade làm đệ mình, cùng nhau đánh tiết canh cả thế giới. Tiếc là Blade là nhân vật chính. Anh nói đứa nào đòi đánh tiết canh con người thì đều được anh xin tí huyết vắt tí chanh hết rồi. Ở đấy mà gáy, thấy không kéo được con hàng này về phe mình, Dracula ném đứa bé đó rồi té trước. Bộ ba đành trở lại căn cứ và giải quyết vết thương của Hannibal. FBI bấy giờ cũng thông báo lũ ma cà rồng sắp có giao dịch mua máu. Theo tình báo, Blade và Abigail lần theo đến một nhà kho ngoại ô, không ngờ lại có cả cảnh sát trưởng ở đây. Lại còn gặp một ả ma cà rồng, con ả như muốn giấu gì đó định cắn hai người, và thế là nó không còn răng ăn cháo. Cảnh sát trưởng cũng không giấu được chuyện nữa. Khi cánh cửa nhà kho được mở ra, cảnh tượng khiến họ cạn lời. Hàng ngàn con người đang bị lấy tiết, bị gây mê rồi bọc trong túi zip, nhằm phục vụ lũ ma ca rồng những bữa tiết canh tươi ngon thịnh soạn. Nhìn cảnh tượng vô nhân đạo trước mặt, Blade bảo bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé. Thế là Blade cho cảnh sát trưởng 20 giây để trốn thoát. Bắt đầu đếm nè, 1-20 pằng pằng. Vì những người ở đây đều đã bị chết não, Blade chỉ đành rút máy thở để giải thoát cho họ. Bên này Hannibal vẫn hôn mê bất tỉnh, lại thấy sư phụ Whistler của Blade xuất hiện. Hóa ra là do tên Dracula biến hình thành. Con gái của nhà khoa học mù ở phòng bên kia phát hiện ra đang có đèn báo động. Cô vội bảo con gái mình trốn đi, còn mình đi trách thử. Nhưng mà bị mù có thấy mình sắp ôn lần đâu. Thế là cô cũng không thoát khỏi móng vuốt của con quỷ khát máu. Khi Blade và Abigail trở lại căn cứ, chỉ còn lại đống hỗn độn. Họ thấy con gái của nhà khoa học dâu đã mất tích. Những người khác thì ngỏm cù tỏi. Abigail chỉ biết ôm xác bạn mình gào khóc. Vậy là chuẩn bị có cuộc đại chiến nợ máu trả máu rồi đó. Lúc này ở chỗ khác, Hannibal vừa tỉnh dậy, còn tưởng trong cơn phê mình thấy con chó ảo ma này, nhưng không có đâu bé ơi, đây là chó đã được tiêm gen ma cà rồng, chó cà rồng đó. Gọi xong luôn, Hannibal bị tra khảo bởi người yêu cũ. Còn gì đau hơn chữ đã từng là đây, hóa ra Hannibal từng là một ma cà rồng nhưng đã được cứu. Con ghệ cũ dọa Hannibal nếu không nói nhóm anh đang nghiên cứu, sẽ cho anh tái hòa nhập cộng đồng nghiện tiết canh, rồi bắt anh phải xin tí tiết của con gái dâu. Trong khi đó, Blade cùng Abigail đi lấy virus ma cà rồng. Chỉ cần ghim mũi tên này vào người thì chúng hẹo nhanh hơn cả tốc độ người yêu cũ trở mặt. Sau đó, Blade và Abigail lập tức phi đến chỗ ma cà rồng. Hannibal thì vẫn đang ăn đòn thay cơm, nhưng đây chỉ là chiêu nhịn đấm ăn xôi trong truyền thuyết. Chỉ một lúc sau, lũ ma cà rồng ho như dính Covid. Hóa ra là bụi bạc đã được bơm vào hệ thống điều hòa không khí.
Trời má, đeo cái khẩu trang rô rồi nói chuyện nha. Khà cả ra lửa rồi kìa má. Nghĩa là Blade đang tới đây rồi. Nhưng chỉ mấy giây sau, chúng lại trở lại bình thường. Từ trên giếng trời, lớp kính vỡ vụn ra. Blade ngầu như bà bầu đáp xuống. Cả bọn quýnh nhau từ nhà đến trường. Tên to béo tí nữa thì không còn răng ăn cháo. Blade liền đuổi theo tụi chạy trốn. Rất đông ma cà rồng xuất hiện nghênh chiến. Nhưng với Haki nhân vật chính, Blade méo ngán bố con thằng nào. Còn nào xuất hiện là con đấy về chầu ông bà ông vải. A-di-đà Phật, xưa giờ bần lết chưa ngán ai. Phật đã từng dậy, đứng trước đồ bạc chúng sinh bình đẳng. Chỉ một cái vẫy tay tất cả trở về với cát bụi. Thấy lượng lớn ma cà rồng, Blade rút con hàng xịn. Con dao đi đến đâu ma cà rồng bay màu đến đấy. Bên này Abigail cũng không phải dạng vừa đâu mà dạng rộng ra. Một cú đá sấm sét xiết tiễn con quỷ đi thỉnh kinh. Thấy vậy, một thanh niên múa múa thái cực quyền các thứ. Này thì múa múa máy máy với chúng tôi, đi về âm phủ. Cuối cùng Abigail cũng tìm thấy con gái dâu bị giam sâu trong căn cứ. Đang định cứu cô bé thì bị cắn lén từ sau. Mặc dù hai tay bị trói nhưng vẫn mở được cây cung laser. Thế là có món khô quỷ hút máu cháy tỏi. Hannibal thoát ra thì lại gặp ẻm cho kêu ban nãy. À, hai cậu vàng này thì méo cute nhé. Hannibal cố gắng nói đạo lý, nhưng chúng nó bảo anh sủa gì chúng nó nghe hồng hiểu. Thế là anh vắt giò lên cổ chạy, nhưng hai chân làm sao nhanh bằng bốn chân. Chúng nó dí anh muốn tụt cái quần xịp. Cũng may lũ này đầu to óc nho hột nho, không kịp phanh phi thẳng vào lòng đất. Hannibal chưa sướng được bao lâu thì lại rơi miệng vào phòng tra khảo lúc nãy. Lúc này bần lết cũng đã tìm tới Dracula. Anh nhịn thằng này lâu lắm rồi. Hai bên không nhịn nổi lao vào kiếm tí huyết. Cả hai đấu kiếm với nhau bùm bùm. Không phải đấu kiếm như mấy ông nghĩ đâu nhé. Quả không hổ là ông hoàng tiết canh. Kiếm đã dài lại còn to, đã thế còn khỏe, suýt thì đâm sưng bụng Blade. Blade chỉ có thể phòng thủ tìm sơ hở. Lúc này một tên đệ Dracula đang tím núp lùm chơi bẩn. Hên là Abigail đến kịp ghim đạn vào đầu nó. Hai con khác xuất hiện cũng bị cho đi Tây Thiên thỉnh kinh. Khi Abigail đi qua thung lũng thì người yêu cũ Hannibal ghì bàn chân. Thôi thì đành chạy trước đã. Hannibal vừa lúc xuất hiện quật ngã con ghệ cũ. Bên Blade với Dracula vẫn đấu kiếm ác liệt. Blade tìm đúng cơ hội một cú đá xoáy khiến Dracula bay xa. Gòi xong hắn giận tím người rồi. Cả hai phi vào nhau, kiếm thịt chạm kiếm thịt. Blade đen đuổi đánh rơi kiếm thật. Cả hai đánh tay đôi, thanh niên trai trắng bị ông già nghìn tuổi bắt nạt. Còn bị ông già dí mạnh xuống đất, yêu quái sắp biến hình. Da trên cơ thể hắn xoắn lại, toàn thân nổi đầy gai góc. Chùm cuối giờ mới thực sự dùng hết sức mạnh nè. Vẫn không quên liếm yêu Blade một cái, rồi ném anh như ném đồ chơi. Dracula vẫn chưa thỏa mãn. Không xin được tí huyết thằng này thì nghỉ làm Dracula. Blade phản kháng bằng cú đấm sấm sét nhưng chỉ như mũi đốt inox. Dracula tính cho Blade đi bụi, nhưng anh dùng nộ long cước thoát được. Thế là ăn một ném vào đống đá. Rồi hắn rút thanh kiếm lên chuẩn bị làm món thịt xiên nướng. Abigail đứng ngay đằng sau. Cô nhanh chóng rút cung chuẩn bị xử Dracula. Không ngờ thằng này có Haki quan sát bắt được mũi tên. Nhưng Blade nhanh tay ghim mũi tên vào người hắn. Đám virus lây lan cực nhanh, khiến Dracula gào thét đau đớn gục xuống. Máu của hắn hòa virus lan ra khắp rơi. Tốc độ lây lan chắc còn nhanh hơn Covid. Các cụ ma cà rồng trong nhà lần lượt ra đi. Tất cả ma cà rồng hít phải mà không đi cách ly chỉ có tèo. Tất cả ma cà rồng đều chết hết. Con ghệ cũ của Hannibal cũng không ngoại lệ. Lúc này thủy tổ Dracula đã trở lại hình người. Trước khi chết hắn nói với Blade rồi một ngày nào đó cơn khát máu sẽ nuốt chửng anh. Sau đó lăn ra nghèo. Bộ phim tới đây là hết. Bài học rút ra là dù bạn có Haki quan sát cũng không thắng được Haki nhân vật chính đâu nhé, dại lắm. Hẹn gặp lại các bạn lần tới he he.